Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức trao giấy khen cho thuyền trưởng và tập thể tàu QNG 98294 TS vì đã cứu sống hai thuyền viên gặp nạn bị trôi dạt trên biển. Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 12, tàu Gia Bảo 19 gồm 9 thuyền viên chở theo 1.870 tấn than đang trên hành trình đi đồng nai khi đến vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế thì gặp phải thời tiết xấu, sóng lớn làm sập bè hầm nước tràn vào tàu. Đến 3 giờ sáng cùng ngày, tàu Gia Bảo chìm dần. Sau khi rơi xuống biển, bảy thuyền viên được tàu Hải Anh cứu vớt đưa vào cảng Trần Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hai thuyền viên còn lại là Đỗ Hữu Đủ sinh năm 1969 và Lê Văn Hùng sinh năm 1986 cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vẫn còn trôi dạt trên biển. Đến đặng sáng, tàu QNG 98294TS đang trên hành trình đưa tàu vào bờ bán hải sản thì phát hiện ra ông Hùng và ông Đủ nên nhanh chóng tiếp cận, bước lên tàu. Lúc này ông Đủ và ông Hùng đã kiệt sức thuyền trưởng trần thanh quang tiến hành sơ cứu và tăng tốc chạy vào bờ đồng thời điện báo cho đội biên phòng sơn trà bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng hỗ trợ